Rồi, mình chào tất cả anh em đang xem video của mình ha. Anh em xem video, anh em nhớ cho mình một lượt đăng ký nha anh em. Thì đây là chân dung con bổi hôm bữa mình đi đánh ở ở cái lớn cái bé này anh em. Chim này anh em, chim mã số 08 anh em nha. Thì con chim này nó quá sung anh em, cắm ba chân giò sát bội mà nó gớt xuống cái nó lết vô cái đá rồi anh em. Thì con chim mình mới lên lồng anh em, chim rất là dạng nha anh em, chim đẹp nè, chim mã phấn hồng, chim trắng tươi anh em. Thì anh em nào cần con bổi thì cứ alo mình ha, có clip nó ngoài gần luôn nha anh em. Chim thì vàng quy nó quá ok nha anh em. Thì nói chung con chim mình chắc nuôi muốn mau lên em, tại vì chim mình ở dưới lồng dưới mình cho thần ăn lúa lên cũng khá là dạng. Lên đây tại mình mở cửa mình đưa vô nó mới dãy em, chứ nghe nó cũng ok lắm em. Thì em là cần bỏ thì cứ alo mình ha. Thì bữa họ mình đăng lên bốn con, bốn mỗi cái con mình đó, ổng nói là anh bắt hết bốn con luôn nghe em. Cái ổng chuyển cọc cho mình 300, cái mình đợi hoài mình điện lại không bắt máy nha anh em, nên bị mất chim nha anh em, bị mất viên nha anh em. Thì bữa nay mình lỡ lại cho anh ha, anh em hai con bổi ha. Thì đây là con tiểu anh em, con tiểu này mình mã số 07 đánh có clip nè, kèo xiên đôi. Thì dưới đây là một con thổ anh em, thổ chim này đang thay lông anh em nha, gần xong mà con thổ ha. Chim nói chung con nào cũng bự, con đẹp hết trơn anh em nha. Đây anh em, mình mới vệ sinh xong anh em, vô lúa nước lại. Anh em nào cần thì cứ alo mình ha. Thì mai mốt mình sẽ lên clip con này cho anh em nha anh em. Con này bổi chớm nổi nha, bổi chớm nổi. Mai mốt mình sẽ lên clip sau. Thì bây giờ hiện tại mình lên ba con nha anh em. Thì con này mã số 08, con đồng anh em, quánh có clip đàng hoàng ha. Con này chim rất là đẹp nha anh em. Và con tiểu này ha anh em, tiểu này mình đánh cũng có clip nè anh em, mã số 07. Con này thì con thỏ bữa mình quánh không quay clip. Con này thì đang hay lông anh em nha, hay lông. Rồi anh em nào cần những chú bổi đấu bảy đấu thì bổi nổi thì cứ liên hệ mình nha, mình lúc nào cũng có nha anh em. Thì nói chung á, thì tiền nào của đó nha anh em. Anh em muốn ghẻ thì nó có giá trị riêng của nó, mắc thì có giá trị của nó nha anh em. Thì cái đất mua bán á, thì ai chuyển khoản thì mình giao anh em nha. Mình có chuyến xe 2 giờ các ngày ha. Rồi mình chào tất cả anh em nha.